có lý do. Chứ mình là ngồi trong bàn này thì, nhưng mà Minh Hạnh không phải là của em. Anh là của em. Anh mới là Minh Hạnh, mới là của anh. Anh là của Jun. Minh Hạnh là của anh. Yes. Gu của em trong bàn này là Phạm Quân. Không phải là nói tôi là cô ấy.